Ba cái nữa nha. Hai cái nữa này. Sau khi mình đã cắt xong, mình sẽ gắn nó lên cái phần hình tròn màu xanh dương ấy. Là mình sẽ gắn nó lên cái hình tròn màu xanh dương nha. Tiếp nha. Đó. Sau khi mình đã dán xong cái này thì mình sẽ dùng cái bút màu đen để ghi số giờ ở đây nhé. Như vậy là mình đã dán xong số giờ như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu đỏ để làm kim đồng hồ nhé. Để làm kim đồng hồ thì rất là đơn giản, mình sẽ cắt ra hai mẫu giấy. Sau đó mình sẽ vẽ cái kim đồng hồ ra đây. Một cái ngắn, một cái dài nhé. Giờ mình sẽ cắt nó ra này. Giờ mình sẽ gắn cái kim đồng hồ này lên chiếc đồng hồ màu xanh nha. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong cái kim đồng hồ như thế này.
Bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu đỏ này, bây giờ mình sẽ cắt ra ba cái sợi giấy nhé. Giờ mình sẽ gắn những cái tờ giấy này lại. Mình sẽ nhấn nó lên đây nha. Như vậy là mình đã gắn xong cái phần đồng hồ như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng cái tờ giấy màu vàng này để thắt một cái nơ nhé. Mình thắt một cái nơ thì rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ gập cái phần giấy này lại. Mình sẽ cố định vào một cái sợi giấy nhé. Giờ mình sẽ gắn những cái đồng hồ nhé. Như vậy là mình đã làm xong một cái đồng hồ rất xinh xắn như thế này rồi. Ở trên có gắn nơ và màu xanh như thế này. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye.